Dạ vâng, xin chào cô chú anh chị, mình đã trở lại với kênh nhà đất Khánh Dương nha. Thì hôm nay trong một buổi sáng mát mẻ nha cô chú anh chị, thì em Dương lại tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị mình thêm một sản phẩm nhà mới vừa hoàn thiện nha. Thì ngày hôm nay em Dương sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình căn nhà này nè, với thiết kế là một trệt một lầu nha, thì có tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn nha. Thì căn nhà mình với diện tích là ngang 5 nha cô chú anh chị và dài tới tận 20 mét nha, rất là rộng rãi luôn. Thì căn nhà này là mới vừa hoàn thiện nha cô chú anh chị, sổ riêng luôn. Thì căn nhà này thì phân khúc trên 2 tỷ một xíu thôi, thì cô chú anh chị mình tài chính tầm mà 800 triệu nha, mình xuống mình hốt được căn nhà rồi, rất là tuyệt vời luôn. Thì căn nhà mình là vị trí là gần chợ Bình Chánh nha, thì từ trục đường đến Đức Thiện vào đây khoảng tầm 400 mét thôi. Và từ đây mình ra chợ Bình Chánh khoảng tầm 4 phút đi xe máy nha. Thì đường phía trước nhà của mình là đường bê tông 5 mét nha anh chị. Đó, xe hơi di chuyển vào tới nhà nha, và có cống thoát nước đầy đủ cho mình luôn. Đó, thì mời tiếp theo thì mình xin mời cô chú anh chị vô tham quan nhà nè. Thì trước nhà mình thì có trang bị một lớp cửa được làm bằng sắt hợp nha cô chú anh chị, cửa bốn cánh nha. Được làm bằng sắt hợp nè, có sơn tĩnh điện chống rỉ sét cho mình luôn, rất là tuyệt vời. Đó, ở đây thì em Dư có trang trí cây nha, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, có vòm mái nè, có đèn đớm này đủ cho mình luôn. Và đây sẽ là khoảng sân trước của nhà mình nha, rất là rộng rãi nha. Thì đây có thể đậu xe ô tô 7 chỗ nè. Và đây có sẵn bộ ghế đá cho mình anh chị mình luôn nha, rất là tuyệt vời. Và đây em Dư có ốp gạch cao nè, có giò nước luôn, tiện giữa xe tưới cây. Thì bên đây sẽ là một cái dàn tiểu cảnh cho cô chú anh chị luôn nha. Đó, rất là siêu luôn. Đó, có cây xanh nè, rất là tươi mát nha. Vậy đây cô chú anh chị mình làm thêm mái che ra nè, đó nữa là rất là tuyệt vời luôn nha. Đó, phía trên thì có bóng đèn nè, trang trí đây soi sáng khoảng sân trước nhà mình nha. Đó, mặt dựng rất là đẹp nha cô chú anh chị, kiểu mái Thái cho mình luôn. Đó, thì bước vào nhà thì có trang bị thêm cho mình một cái lớp cửa được làm bằng sắt hợp nè, có sơn tĩnh điện giống như xét luôn nha, và ốp kính cường lực 12 ly luôn. Đó, chống va đập cực kỳ tốt luôn. Đó, và đây thì có thêm cái bộ vẹm nè. Đó, vậy đây cô chú anh chị mình tăng liên tư nha. Đó, và đây sẽ là khoảng không gian phòng khách nha cô chú anh chị, cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, và được đi sẵn những nội thất cơ bản nha. Nội thất ở đây thì là tặng full cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đây thì có bộ sofa nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, và tường thì em như có ốp những tấm PVC giả đá và giả gỗ anh chị nha, rất là sang trọng luôn, hai bên nó xứng với nhau nha. Đó, có kệ tủ tivi nè, có cây nè, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, màu sắc nhìn rất là siêu luôn. Đó, trên trần là trần thạch cao nè, đi chung với hệ thống đèn flash nha, và đặc biệt có một cái đèn chùm siêu đẹp nha quý anh chị nha. Đó, rất là lung linh luôn. Và phía dưới cầu thang á thì em Dư có làm sẵn cho quý anh chị mình thêm một cái kệ tủ âm tường nè, như đây cô chú anh chị mình trang trí thêm đó, để tăng cái độ thẩm mỹ cho khoảng không gian phòng khách nha. Ở dưới nền thì em Dư có ốp gạch đá bóng kiến nè, rồi 80 vuông nha quý anh chị, rất là sạch sẽ luôn, dễ đầu chùi dọn dẹp. Đó, và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang nha, lên tầng 1 nhà mình nè, cực kỳ rộng rãi luôn, tay vịn bằng gỗ cam xe nha, đi chung với kính cường lực 12 ly. Đó, và ở đây thì có dán thêm những bức tranh 3D anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Đó, và đây sẽ là khoảng không gian phòng bếp của nhà mình nè. Đó, bàn giao cho mình là tủ bếp trên nha và tủ bếp dưới luôn. Đó, nội thất bằng gỗ tổng hợp nha anh chị, rất là chắc chắn và bền luôn. Rất là đẹp nha, rất là nhiều học tủ luôn. Đó, mặt bếp bằng sẽ là bằng đá hoa cương đen nè, dễ đau chùi. Bồn là bồn inox 2 ngăn luôn, một bên chỗ chén một nửa đầu nha. Ở mặt bếp thì em như có ốp kính nè, có bấm bẩn gì đó, mình dễ đau chùi dọn dẹp luôn. Đó, và ở đây thì em Dư là tặng sẵn cho quý anh chị mình thêm một bộ bàn ăn nè, dành cho 6 người luôn nha, rất là đẹp luôn. Bộ bàn ăn này cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Ở trên trần là trần thạch cao nè, đi chung với hệ thống đèn flash nha, và đặc biệt có một cái quạt rất là mát luôn. Đó, thì phía dưới cầu thang này nè, như có làm sẵn cho quý anh chị mình thêm kệ tủ ấm tường nữa. Ở vậy đây mình trang trí thêm nha, rất là tuyệt vời. Đó, thì căn nhà mình là sổ riêng hướng chánh nam nha, đất full thổ cư 100% luôn. Đó, thì có mức giá tổng là 2,4 tỷ nha cô chị. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, và đây thì cũng có thêm làm thêm cho anh chị mình thêm một cái cây tủ nữa. Ở gì đây mình có thể làm để những chai bia, chai rượu hay gì đó, rất là đẹp luôn nha, để tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho khoảng không gian bếp mình nha. Đó, và căn nhà mình thì có 3 phòng ngủ, và thiết kế sẽ có một căn phòng ngủ nè ở dưới tầng trệt dành cho cô chú anh chị mình lớn tuổi nha, để giường tủ quần áo rất là rộng rãi luôn, có cửa sổ thông thoáng nè. Đó, để sáng gió vào nha, có vẹm sẵn cho cô chú anh chị mình luôn nha, mình tăng liên tư rất là phù hợp luôn. Trên trần là trần thạch cao nha cô chú anh chị, đi chung với hệ thống đèn flash luôn, có đường dây điện của máy lạnh nè. Đó, rất là tuyệt vời. Ở vào nhà mình là cửa sắt hợp anh chị, có sơn tĩnh điện chống rỉ sét luôn, rất là đẹp, và kèm một khoảng sân sau rất là rộng rãi anh chị, có ốp gạch cao nè, có thể phơi đồ bằng cá bằng gàm vịt nha, kèm toilet với tầng trệt luôn, đầy đủ thiết bị. Đó, thì căn nhà mình là sổ không riêng, đất full thổ cư 100% nha, hướng chánh nam, nằm trong một khu dân cư rất là đông đúc luôn. Đó, từ đây mình ra chợ Bình Chánh khoảng tầm 4 phút đi xe máy thôi. Đó, và xung quanh đây mình có nhiều tiện ích nha, như chợ, trường học, bệnh viện, ủy ban nè. Đó, thì giờ mời cô chú chị mình tiếp tục lên đầu trên nè.
Và đây sẽ là khoảng không gian cầu thang lên tầng 1 nha cô chú chị, rất là rộng rãi thoải mái luôn à. Và đây thì em Dư có dán những bức tranh 3D đây nha, rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp nha. Và đây thì có một cái đèn trang trí nè để soi sáng khoảng không gian cầu thang nha mình nha, rộng rãi thoải mái nè, tay vịn bằng gỗ cam xe nha, đi chung với kính cường lực 12 ly luôn. Và ở trên tầng 1 nhà mình nha thì sẽ có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh nha, có một khoảng không gian dùng chung nè và có ban công sau luôn, rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đây sẽ là khoảng không gian dùng chung của nhà mình, gia đình mình nè, sinh hoạt hay gì đó sau một ngày làm việc mệt mỏi mình thấy quay quần bên nhau đây nha, rất là tuyệt vời luôn. Không gian thì rộng rãi nè, thì không gian này thì cô chú anh chị có thể làm phòng đọc sách hoặc là phòng vui chơi của trẻ em cũng được đó, rất là rộng rãi nha. Tay vịn bằng gỗ cam xe nè, đi chung với kính cường lực 12 ly luôn. Đó, trên trần là trần thạch cao nha cô chú anh chị, đi chung với hệ thống này một vé luôn. Đó, đèn đớm trang trí rất là đẹp nha. Đó, và tiếp theo sẽ là khoảng không gian phòng ngủ thứ nhất ở trên tầng 1 của nhà mình nha, rất là rộng rãi luôn. Đó, để giường tủ quần áo mà rất là tuyệt vời, ốp gạch rất là đẹp nha. Đặc biệt có một cái cửa sổ đây rất là mát luôn, để sáng nó gió vào nè. Trên trần là trần thạch cao nha cô chú anh chị, đi chung với hệ thống này một vé luôn nha, có vèm nè. Đó, mình tăng liên tư luôn, có đường dây điện cũng máy lạnh luôn nha. Đó, và phía cuối nhà sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng biệt ở trên tầng 1 của nhà mình luôn nha, đầy đủ thiết bị labo, dồi sen, bồn cầu đó, và kèm một cái khoảng ban công dưới phía sau nha cô chú anh chị. Đó, mình có thể phơi đồ nè, mình thấy không mát không gió nha, tay vịn bằng sắt hợp nè, rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Căn nhà mình là sổ không riêng, diện tích là ngang 5 và 20 nha cô chú anh chị, thì có mức giá là 2.4 tỷ thôi, thì tài chính của chú anh chị mình tầm 800 triệu nha, mình xuống mình hốt được căn này rồi, đó rất là tuyệt vời luôn. Đó, và đây sẽ là căn phòng ngủ master, cũng là căn phòng ngủ cuối cùng trên tầng 1 nha cô chú anh chị. Phòng này thì thích hợp mình có thể làm phòng ngủ nè, phòng thờ ông bà tổ tiên gia đình mình cũng được. Đó, không gian thì rộng rãi nha. Đó, trần là trần thạch cao dược hợp nè, nó đi chung với hệ thống đèn vẽ luôn. Đó, đèn đớm màu sắc rất là đẹp nha anh chị, có cửa sổ thông thoáng nè. Đó, mình đi xem lấy gió vào nha. Đó, có vèm sẵn cho cô chú anh chị mình luôn nha, và kèm một cái lối cửa ra ban công. Đó, thì ban công này rộng khoảng 2m nha cô chú anh chị. Đây thì em vừa có đổ đúc vô luôn. Đó, lại tay vịn bằng inox nè, đi chung với kính cường lực 2 ly nha. Đó, khu mình là khu dân cư rất là đông đúc nha cô chú anh chị. Đó, đường phía trước nhà là đường bê tông 5m nè. Đó, xe hơi di chuyển mình đậu trước nhà, rất là tuyệt vời luôn nha. Và từ đây mình ra chợ mình tránh khoảng tầm 3 phút đi xe máy thôi. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video của em. Thì cuối video thì em Dư xin nói lại một số thông tin nha. Thì căn nhà mình với thiết kế là một trệt một lầu nè, có tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh luôn nha. Có sân trước và sân sau, cực kỳ rộng rãi cô chú anh chị. Đó, thì căn nhà này là sổ không riêng, đất full thổ cư 100% nha. Thì căn nhà này có mức giá tổng là 2.4 tỷ thôi, còn thương lượng nha cô chú anh chị. Đó, và đây là sẽ là khoảng không gian bếp nè, và đây là sẽ là khoảng không gian khách nè, cực kỳ rộng rãi nha. Và tất cả nội thất ở đây đều là tặng full cho cô chú anh chị luôn. Đó, rất là tuyệt vời nha. Thì căn nhà mình vị trí là gần chợ Bình Chánh nha. Đó, thì trừ trục đường Lê Thức Thiện á, vào đây khoảng tầm 4 phút đi xe máy thôi. Đó, thì từ đây mình ra chợ Bình Chánh khoảng tầm 5 phút nha, rất là gần luôn. Thì xung quanh đây có đầy đủ tiện ích cho cô chú anh chị mình luôn nha, như chợ nè, trường học, bệnh viện, ủy ban. Đó, mặt đường rất là đẹp nha cô chú anh chị, kiểu mái Thái nha. Đó, đường phía trước nhà là đường bê tông 5m nè, và xe hơi mình di chuyển vào tới nhà nha. Đó, thì cô chú anh chị mình nhìn ngắm lại một lần nữa đi. Đó, thiết kế thì kiểu mái Thái, rất là hiện đại luôn. Thì phía dưới màn hình á thì em như có đề là số điện thoại của em á, thì cô chú anh chị mình thấy căn nhà này nè, thiết kế cũng như là tài chính phù hợp với mình á, thì cứ nhấc máy alo gọi ngay cho em Dư đi, em Dư sẽ hỗ trợ cô chú anh chị mình xuống xem căn nhà này và để có cơ hội sở hữu được căn nhà này nhé. Đó, thì cuối video thì em Dư xin chúc cô chú anh chị mình có thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, và hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.